Mình tu thà mình trả nợ từ 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 từ. Hiểu chưa? Nó còn ngon hơn là nó yên cho mình. Có nhiều bà nói sợ này sợ kia sợ nọ, mấy bà sợ nên quan gia nó câu mấy bà đó. Mấy bà mà lỡ tu xong nó quá giải quan gia rồi về nó gặp mấy bà nó lại mấy bà. Chứ đừng chuyện nó chuyện dẫn chơi. Bây giờ mình nghĩ giờ có chỉ có cái mạng đây nó làm gì được mình bây giờ. Ngon làm gì làm đi. Tôi có làm gì sai đâu tôi sợ. Từ nơi cái tâm đó. Trời ơi quan gia xanh mặt xanh mày. Đừng nói chuyện dừng chứ. Thấy không? Giờ ông muốn làm gì ông làm tôi không làm đi. Thấy không? Tôi bây giờ tôi nói cho ông biết. Tôi chỉ có cái tâm ở cực lạc thôi nghe chưa. Nó làm gì làm đi. Nếu để tôi ở nhà thì tiếp tục làm ưu xin lo cho gia đình. Còn không có tôi thì phải đi muốn ưu xin. Mà có con ưu xin nào mà ngon như con ưu xin này. Suy nghĩ đi. Cả đời tôi làm vợ cho ông tôi không đòi hỏi gì cả. Bây giờ tôi hiểu rồi. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, tôi không có than van. Nhưng mà tôi phải đi tu. Tôi mới đi nạp năng lượng để về tôi mới chịu đựng nổi cái gia đình này nghe chứ. Ôi ôi kiểu đó nó xanh mặt xanh mày hết trơn. Tưởng đâu quý vị bị cái gì vậy, nó sợ. Không tu sợ gì lắm quý vị ơi. Ừ nó kỳ cục lắm. Giống như có cái bà kia mà bà kể như Đức nghe, bà nói có bởi vì nhiều người nghe pháp như Đức họ cũng phát minh ra được nhiều cái ghê. Cái lần đi lễ Quan Âm Bồ Tát, chồng không cho đi. Tự nhiên đêm đó ngủ 12 giờ khuya. Bà này bà cũng gan thiệt. Tự nhiên bà ngồi gì? Bà làm gì nè. Bà quơ tay quơ chân bà nói. Hờ những người nam kia. Chồng chết mặt chết phải. Nó mở mắt ra cháu cháu nó ngồi qua một bên. Bà ngồi mà bà xích bằng mà kiểu mà bà xích bằng bự á quý vị. Xích bằng mà hai cái chân bà lợn gì chứ nó phải xích bằng lại mà hai cái tay chân bà dẹp lợn gì. Bành hai cái chân bự ra. Rồi bà đưa hai cái tay lên bà đây. Hỡi những người nam kia. Chồng xanh mặt cái chân ngồi im gu. Những gì tín nữ này muốn làm thì đừng nên cản trở. Thằng chồng mỗi ngày đâu có gì đi Phật đâu. Mà tự nhiên bà làm gì quý vị. Mà bữa đó bà đội khăn đỏ. Khăn đỏ đội trên đầu thì nó xanh mặt xanh mày chứ. Cuối cùng nó quỳ xuống Nam Mô Bây Giờ Đạo Phật. Nam Mô Bây Giờ Đạo Phật. Nam Mô Bây Giờ Đạo Phật. Niệm liên niệm liễu quý vị ơi. Rồi xong bà thấy sợ rồi. Thì bây giờ thấy sợ thì làm tớ. Rồi xong bà lỡ bà nói nhớ nghe. Tờ ơi bà kể bà cười muốn gạt chết. Bà nói là bà ngủ tới 12 giờ khuya đó là đi chưa xúc miệng gì hết. Mà bà thấy bà làm tớ được rồi bà phun nước miếng vô mặt khoeo khoeo. Quỳ Nam Mô như là Phật, Nam Mô như Phật im gu. Không dám nói một tiếng gì. Sợ quý vị tưởng đâu là ông lên bà xuống gì. Tại bà làm á. Tại những đứa cũng từng giảng gì bà làm theo quý vị. Trời ơi bà làm. Này tính nam kia. Phải nghe lời nữ này nghe. Nam Mô Bây Giờ Đạo Phật. Nam Mô Bây Giờ Đạo Phật. Sợ xanh mặt xanh mày chứ. Vì họ là con của ta. Nếu như đàn áp nó quá, tao đem nó đi mất tiêu. Ồ ô quý vị ô. Có nhiều chúng sanh mình đúng là hóa độ họ. Cũng thật sự là nhiều cách đó quý vị. Thấy chưa? Ôi ôi nhiều bà mà chương trình chùa mình mà tổ chức cái gì bả mà đi cũng chẳng ai đó. Chẳng ai vai cũ luôn. Mà nhiều cô ở đây lúc trước cũng khó khăn chẳng ai mới đi bây giờ mà thoải mái. Mà mấy cô do kiên nhẫn mà được như gì. Thấy không?
Mà cái kiên nhẫn của mấy cô là do gì? Mấy cô về nhà, mấy cô làm vợ tốt. Làm vợ tốt, thấy không? Nên mấy cô mới được ngày hôm nay. Được chưa? Được ngày hôm nay. Nên có những cái nha quý vị cũng mạnh mẽ thì nó mới vượt qua nghiệp. Chứ không phải giỡn đâu. Đây có một cô này, có đang ngồi đây nè. Thì biết, có nói chồng có một câu. Chồng có nói viết đơn ly dị, có nói tùy anh. Anh viết lúc nào cũng được, nếu anh quyết định viết đưa em ký. Ghê chưa? Ủa, bây giờ bộ bà muốn thích thằng nào? Thích thằng nào mà muốn viết đơn để ly dị, ly lị? Thích thằng nào? Tôi biết tu rồi, tôi có một mình ông là tôi đã đủ khổ rồi. Đừng có nói là thằng nào, dù bây giờ là thằng tiên xuống tôi cũng không thích nữa. Chứ đừng nói chi là thằng nào ở thế gian. Nhưng vì tôi biết tu, tôi hiểu nhân quả, tôi đã làm vợ đàng hoàng với ông. Tôi chỉ có tu hành, không có gì sai. Tôi thấy tôi không có làm điều gì sai. Nếu ông quyết định bỏ tôi, nếu ông bỏ thì tôi chịu. Ghê không? Tôi không có bỏ ông, mà ông bỏ thì tôi chịu. Nhưng ông phải nhớ kỹ, nhà này nếu không có tôi thì cái nhà này nó sẽ buồn thế buồn thảm. Ông hãy để ý, lâu lâu tôi chỉ đi chùa 2-3 ngày thôi, mà ông thấy tôi về, tôi nhìn cái nhà này, tôi về tôi nhìn cái nhà này, tôi thấy cái nhà này nó cũng gằn gằn giống cái chuồng heo, nó dơ giấy bày hầy. Thì tôi hỏi ông, với từng tuổi ông bây giờ, ông đi tìm con nào về mà làm được như tôi? Nếu ông quyết định bỏ tôi, đó là một cái sự sai lầm của ông. Còn nếu ông đã sai lầm mà còn cố tình sai lầm thì tôi chiều theo sự sai lầm của ông. Ghê không? Sao ông hỏi lại vậy? Bà chia tay, bà đi đâu? Nhà thì tôi giữ, bà đi đâu? Ông cứ giữ đi, tôi đi chùa tu được không? Cuối cùng ông nói thôi thôi được rồi, tôi nói vậy thôi, chứ bà đi chùa mà có gì đâu sai. Xuống nước liền. Nên quý vị thấy không, phải mạnh mẽ và giải thích cho người ta nghe, chứ không phải gọi là nhịn mà chữ mình mày nghe mày nghe tao quýnh mày. Người ta cứ áp đặt mình hoài. Xong bây giờ đi tu, đi tu ngày chủ nhật, mày không có được đi nghe chưa, gãy chân mày nghe không? Dạ. Mày mà bước đến chùa nó tao quýnh mày gãy chân nghe. Dạ. Thì thua rồi. Thế quý vị, nghiệp quan gia nó áp đặt quý vị. Không. Mình phải giải thích cho rõ ràng, rồi mình nói cho rõ ràng ra. Như vậy mọi vị chỉ cần vượt qua một lần thôi, từ đó về sau quý vị sẽ đi tu cực kỳ tiện lợi. Đúng không? Quý vị tin đi. Cái việc quý vị đi về chùa này là quý vị lo tu, nên chắc chắn Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị. Đúng không? Chứ quý vị đâu phải đi về đây mà nhí nhảnh đâu. Đâu phải đi về đây nhí nhảnh với quý thầy đâu. Lúc trước chùa mình có một cái bà, bà lợi chùa mình bà tu, bà không bao giờ chịu tu. Bà lợi chùa mình bà đi vòng vòng chơi. Nà, mà những đức mà xấu gì mà bà cũng ghê nữa. Tức là trời nó kỳ cục tới ghê. Mình đã xấu rồi mà cũng ghê nữa. Mình nói với bụng, bà này sao kỳ cục với chợ. Bao nhiêu con người được sao bà không ghê? Bà ghê tôi xấu quắc ê hề, bà ghê làm cái gì? Bà đi qua đi lại, bà nói thầy. Bà đi lại, bà nói thầy. Ở chùa tôi có buồn không thầy? Những đức nói tôi buồn vui kể tôi.
nói, sao thầy nói như vậy? Con hỏi con, thầy có buồn không? Để con có cách để giúp cho thầy vui. Ghê không? Kinh khủng không? Lạng tớ, lạng lui, lạng xuôi, lạng ngược. Tuần nào bà đến bà cũng vậy chứ quý vị. Có lần bà lên cụ tăng, tự nhiên bà gõ cửa, nhà Đức mở ra gặp bà, bà la thầy, bà thầy. Thầy biết gõ cửa gì nè, con bông bông, mình mở cửa ra gặp bà, bà kêu thầy, mình nói ẹ, đóng cửa lại. Thầy, thầy gõ cửa mà đó, thầy mình nói ẹ, đóng cửa lại. Cho mình vô mình nằm mình ngủ luôn. Trời ơi, nó ngộ tới ghê quý vị ơi. Nó cũng có những thành phần vậy đó quý vị. Xong có lần nhà Đức kêu bá lại, bá tưởng đâu là kêu bá lại tù ti tú tí. Mình kêu bá lại mình nói nè, cô nhớ mục tiêu cô đi đến chùa để làm gì? Dạ, mục tiêu đi đến chùa là để nghe đạo và tu hành. Nhà Đức nói, bà đi đến chùa bà nghe đạo và tu hành, sao bà không vô bà nghe pháp? Mà bà đi vòng vo tam quắc, bà đi ẻo lả trong chùa. Bà đi vô chùa mà bà bận đồ gì rồi này kia, phải chi người ta mới đến chùa người ta không hiểu. Còn tôi thấy bà đi chùa rất là lâu mà bữa nay quần này ngày mai áo nọ. Còn mỗi bữa bà bận đồ còn khiếu gỡ, bà xịt dầu thơm tùm lum tùm la. Bà tha son, bà đánh kem đầy mặt đầy mày. Bà thấy cả tất cả Phật tử vô chùa có ai giống bà không? Thấy không? Bà từ hôm nay bà sửa đi. Bà mà không sửa là tôi phái ông thằng đen thui thù lùi dẫn bà đi. Trời ơi quý vị ơi, bà nói thầy nói thì nói như vậy con chắc không sợ đâu. Ghê không? Bị liền. Ngủ nửa đêm bị ông thằng đen thui từ lùi bịt mắt, mở ra gặp một ông bự to đùng đen thui, xanh mặt xanh mày. Từ đó về sau đi đến chùa vô nghe pháp, nghe pháp xong sau này nói công nhận thầy giảng hay thiệt. Ok thấy chưa, sau này bây giờ nghe là bây giờ bị biết mỗi tuần đi đến chùa là chạy lên phía trước ngồi nghe luôn, đang ngồi đây nè, ngồi đây nè. À, quá đông gì mà biết ai, biết ai đang ngồi đó 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 đó. À, quá trời cưng luôn kìa. Trời ơi, nói tới bảo bà e thẹn, thẹn thùng, ngại ngùng, ngộ ghê chưa? Không phải đơn giản. Không mà bây giờ nhiều người nghe, đi đến chùa không chịu tu là có gặp nhiều rồi đó. Nói giống vui vui, ông thằng đen thui thù lùi mà có rồi đó. Không giỡn đâu nghe quý vị. Vậy thì phải làm sao được bình yên? Lo tu, lo niệm Phật, đến chùa đàng hoàng, nghiêm túc, đúng đắn. Chứ sao? Đúng quý vị? Nó lo tu hành đồ đi đàng hoàng. Mình bây giờ mình xa gia đình mình á, đi một buổi một ngày là ở đây tu, để cho chồng con ở nhà thì bản thân mình bây giờ đi đến đây tu cho xứng đáng cho đàng hoàng chứ. Vậy thì Phật Bồ Tát thương mình gia hộ cho mình. Có giờ mình xa gia đình mình mà đi long nhong mình không nghe pháp, mình không tu gì, ai gia hộ cho mình? Nghiệp nó gia hộ cho mình thì có, đúng không? Ở đây vì ngồi cũng đau chân đau cẳng, nghe pháp rồi niệm Phật đồ, chúng ra phóng sanh cũng đi thực nữa, Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị. Quý vị cứ kiên nhẫn đi rồi mọi việc cũng sẽ qua. Cái trở ngại gì cũng qua chứ nha. Rồi từ từ cái gia đạo bị làm ăn nó lên nè. Tại vì sao? Phước báo nó tăng. Cái tâm quý vị nó vui vẻ. Rồi cái tâm biết thương người. Cái gia đình thì phước báo nó tăng, nghiệp nó tiêu. Vì trong gia đình tu hài cái thời sáng tối, trong gia đình bắt niệm Phật suốt. Vậy thì tự nhiên những cái âm khí trong nhà, nghiệp quan gia trong nhà nó quá giải. Mà cái nghiệp quan gia trong nhà mà quá giải là con cái nó ngoan từ từ. Thấy không?
Con cái mà nó quậy phá quý vị là nó là con đến đòi nợ. Quý vị phải kiên nhẫn tu. Mà kiên nhẫn tu mà có những đức, có những lúc phải mạnh mẽ chứ không phải có những đức nữa. Có những lúc phải mạnh mẽ với nó một chút. Tại vì mạnh mẽ là trí tuệ. Nghe không? Rồi có những lúc phải từ bi là Quan Âm. Có những lúc phải giác ngộ là Di Đà. Nghe không? Thì Tây Phương Tam Thánh này bao trùm con nghiệp này, thì con nghiệp này nó chạy đâu thôi. Chạy đâu thôi. Quý vị là người tin Tây Phương Tam Thánh thì có Tây Phương Tam Thánh theo bổ nguyện mà gia trì cho quý vị. Hiểu không? Cái đứa bé nào mà ngoan ngoãn đàng hoàng thì đứa bé đó có phước dễ thương. Còn đứa bé nào mà ly lợm mà không biết nghe lời, mà vô ngồi nghe pháp mà lóc chóc giỡn hết là không dễ thương. Hồi nãy như đứa qua ở đây giảng, mấy đứa con nít nó nghe nó chạy theo nó chắp tay. Có nhiều đứa nít bằng áo vàng đàng hoàng chắp tay chào thầy, chúc thầy giảng pháp vui vẻ. Rồi không? Nít á. Có một đứa bé nhỏ nhỏ xíu xíu đứng dưới đó kìa. Tí tí đó. Hồi sáng nó gặp những đức nha quý vị. Ở nhà nó nghe pháp như nó mới có một tuổi mấy nha quý vị. Nó gặp những đức, tự nhiên nó mẹ nó ngồi với nó đằng kia. Vậy mà nó buông mẹ nó ra, nó chạy lại chỗ những đức, nó đứng nó nhiều. Nghe pháp, rồi học nghe những đức giảng hồi sáng á, chạy lại kế bên nghe. Xong nói thầy đức. Kêu vậy đó quý vị ơi, kinh khủng không? Mà có tuổi mấy à, thiện căn kinh khủng chưa? Rồi quý vị biết nó gặp thì nó mừng, đừng có nói, mẹ nó ở nhà nó thích nghe thầy giảng. Quý vị để ý thì có nhiều đứa nít nhỏ tí tì tại sao nó thích những đức gì? Lúc quý vị mang thai nó bị đã nghe những đức giảng rồi. Nên khi bị đẻ ra cái chủng tử này nó quý mến những đức và nó nghe lời những đức. Nó quan trọng lắm đó. Thấy không? Nên mình đi về chùa phải cần nghe pháp gì. Hồi nãy kể công đoạn mà cái cô mà ung thư á, cái cô mà đi chùa nhiều năm mà không đến chùa, bây giờ ung thư rồi mà dứt một phát ung thư thời kỳ cuối, mà gặp gia đình không biết tu, mà cô lại quá ái gia đình nặng nề, ái gia đình quá nặng. Nó nên con người chúng ta sống trong cái cõi đời này có những lúc thương là thương, nhưng có những cái của mình là phải gầy dựng. Chứ ai gầy dựng giùm cho mình đây? Có những người thế gian nói một câu rằng em ơi em, nếu em chết đi anh cũng muốn chết teo đi, vợ chồng mình cùng gặp mặt nhau nơi chính suối. Gặp nhau mới sợ, gặp nhau nơi chính suối. Cái đường đi xuống suối vàng nó là đi theo nghiệp lực, chứ đâu phải là một đoạn đường cùng đi đâu, mà đi cùng nhau đi xuống chính suối. Tầm bậy tầm bạ. Quý vị biết rằng là cái nghiệp lực mà đi đây xuống dưới xuống địa ngục á, là nó đi theo cái nghiệp lực mạnh hay nhẹ. Nghiệp mạnh thì một cái vèo là tới rồi, nghiệp nhẹ thì đi xuống từ từ. Còn không có nghiệp thì làm sao xuống địa ngục? Làm sao mà chết xong rồi bây giờ cùng đi xuống dưới chính suối gặp nhau? Tầm bậy tầm bạ, chỉ có trong phim rồi mới nói gì. Vậy mà đi nghe lời tào lao. Tào lao với lao. Đúng không? Nên nó còn sống với nhau, thương nhau, có tình người với nhau, lo cho nhau cơm ăn áo bặn. Nhưng khi ra đi là mỗi người là một con đường đi. Bây giờ không lo tu, không không lo giữ huệ mạng của mình mà nói là thương. Nên cái tình thương ái nhiễm là một cái tình thương đọa lạc, khổ đau mà tự làm tự chịu. Chứ không có nói cái tình thương này mà gọi là anh hùng gì đâu. Ôi anh hùng gươm. Đi về cực lạc mới là anh hùng thiệt. Vì sao? Vì sao bị về cực lạc mới là anh hùng thiệt? Vì quý vị đi về cực lạc, quý vị sẽ biết được thân bằng quý thuộc đang ở đâu ở đâu. Thì bị lỡ cứu độ quý vị mới là anh hùng thiệt. Còn quý vị bây giờ ở đây chúng ta là kẻ phàm phu tục tử, bản thân mình mạng còn lo chưa xong, đừng nói chi mà giúp được cho ai. Chỉ trong cái hiện đời lo cho nhau cơm ăn áo bặn, đó là nhân duyên giai trả mà lo cho nhau.
Chứ khi bệnh đau, nội mà bệnh đau cũng đã không chia rồi, đến khi gần chết hấp hối. Chèn ơi, ngước lên, hước lên, hước lên. Quý vị thấy không? Quý vị thấy trong cái cuộc đời chúng ta cũng từng hước. Nhưng mà quý vị thấy khi cặn tử nghiệp, cái hước của nó là sao? Quý vị thấy không? Trong cái vui cũng hước, mà trong cái khổ gần chết cũng hước. Hãy cảm thọ đi, đúng không? Đó, cái hước của vui cuối cùng quay lại kế bên là cái khổ, rồi đắm chìm trong cái vui cuối cùng lại hước đọa lạc khổ đau. Phải chưa? Phải nhân sinh đi vào đọa lạc không quý vị? Rõ ràng chưa? Nói quý vị nhìn đi, hãy nhớ lại đi, phải không? Nên từ nơi đó nghe câu này cái chìm lắng luôn, lặng luôn, đừng nói chuyện dưỡng chơi, phải không? Dạng đến mức này mà phải mở tâm ra để nhìn nhận và để hiểu cái cõi đời này nhân quả và sanh về đâu. Quý vị tự xem lại cái cõi đời khi quý vị đang sống hàng ngày đi. Đừng nên hỏi ai tu chết đi về đâu. Ai biết được mình đi về đâu? Nếu ai biết được mình đi về đâu thì người này là xạo. Chúng ta mới là người thật sự biết mình đi về đâu. Vì sao mình biết mình đi về đâu? Vì chúng ta biết mỗi ngày nhân mình tạo đi về đâu. Nếu mỗi ngày bị sân hận thì nhân quý vị là sân hận, quả báo là địa ngục. Nếu như quý vị đi đâu cũng vơ vét tham lam nặng nề, không bao giờ biết giúp đỡ ai, đây là nhân của tham, quả báo là ngạ quỷ. Nếu như quý vị không biết chánh tà, quý vị ngu si, thì là nhân, quả báo quý vị là súc sanh. Quý vị là người gieo nhân và quý vị còn không biết quả đi về đâu, đi hỏi cái số mệnh đời mình là ở đâu hả? Mình quá mê hoặc điên đảo. Nên từ hôm nay nghe đạo rồi, tuyệt đối đừng có đi coi bói. Tự nhiên số mệnh của mình đi đem đưa cho người ta coi, rồi người ta lấy tiền. Nếu người ta coi mình, người ta lấy tiền, tại sao người ta không coi người ta để chừng nào trúng số đi, đi khỏi đi coi bói lấy tiền chi. Quý vị, ngày xưa người ta coi sách số giỏi nhất là Khổng Tiên Sinh, coi cho Liễu Phàm Tứ Quấn là rõ ràng 100% như nằm bàn tay luôn. Vậy mà Khổng Tiên Sinh còn chưa có bản lãnh để mà chuyển xây được nghiệp duyên của người ta nữa. Khi sau này Liễu Phàm ngày gặp được Văn Cốc Thiền Sư là người xuất gia, mới chỉ cho Liễu Phàm cải tạo số mệnh. Nên đúng là chỉ có Phật Pháp mới giúp cho quý vị cải tạo số mệnh, đúng không? Bây giờ quý vị lỡ vì hỏi Như Đức làm sao để cải tạo số mệnh, thầy tu nhân tích đức đi thì cải tạo số mệnh chứ làm sao. Trong Phật Pháp Đức Phật nói rằng, này các con hãy tự đúc đúc mà đi, ta là một người giác ngộ, ta chỉ dạy cho các con sáng suốt tỉnh táo mà tự đi theo con đường giác ngộ này, chứ ta không có khả năng gì giúp các con đâu, đúng không? Những đứa cũng là kẻ mê hoặc điên đảo. Bây giờ nhờ học Phật mà nó giác ngộ được một chút để giúp cho quý vị và nuôi mấy ngàn người trong chùa. Cải tạo số mệnh lại là tự đôi tay những đức làm, nhờ được dạy mà tự đôi tay chăng thật làm và cải tạo số mệnh. Vì thì tới cuộc đời quý vị cũng như bản thân những đức mà tự mình cải tạo số mệnh mình đi, đúng không? Có cái cô kia, cô bước lại, cô nói dạ tôi thầy, con là người vô cùng quý mến thầy, nghe thầy giảng hàng ngày nghe mà vô cùng thích thú. Nên con hôm nay được có duyên gặp thầy, con xin thầy gõ đầu giùm con một cái. Con nói chuyện cái tiếng ngộ tiếng ghê, con nói chuyện như huynh Hồng Kông. Xong rồi nó cũng nói theo, như vậy thì gõ đầu là nó được cái hiệu quả gì, cô có hiểu hay là không? Ông giáo pháp là kiểu này không đơn giản đâu quý vị. Hiểu chưa? Con nói con không biết nó được cái quả báo gì, nhưng con rất là thích thầy gõ đầu cho con được hay là không mà. Trời ơi, những đức nói vô cùng là điên đảo.
là không biết nó lợi ích gì mà lại kêu gõ đầu, vô cùng là ngu si. Thôi cứ về nhà mà nghe Thiên Phật Pháp đi. Về. Bởi vì có nhiều người nó ngộ tới ghê. Gõ đầu không có lợi ích gì cả. Nó chỉ cảm giác như chúng ta là những con người sống ngoài đời, gặp nhau bắt tay với nhau một cái gọi là xã giao mà thôi. Chứ ngoài ra thì nó không có cái lợi ích gì về cái chuyện tiêu nghiệp cả đâu bạn ơi. Đừng có bao giờ nói rằng ai có một công năng gì đó mà giúp cho mình tiêu nghiệp. Không có đâu quý vị à. 100% không bao giờ có chuyện tiêu nghiệp bằng cách này. Nếu gõ đầu mà là tiêu nghiệp thì Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đã làm rồi. Thấy chưa? Không chờ tới chúng ta đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là bậc toàn giác toàn năng. Thì việc này Ngài làm rồi. Ngài từ bi còn hơn mình, tại sao Ngài không làm việc này? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài dạy đệ tử là phải đem pháp của ta mà truyền dạy, và phải đem lời dạy của ta mà đi hoằng truyền, chứ tuyệt đối đừng dùng thần thông để mê hoặc chúng sanh. Đúng không? Thì biết gì sao mà Đức Thích Ca Ngài không cho đệ tử dùng thần thông không? Vì ngoại đạo có thần thông. Mà lạ thay, ngoại đạo có thần thông mà ngoại đạo lại không khéo thuyết pháp. Đức Phật và đệ tử của Đức Phật là cực kỳ khéo léo thuyết pháp. Nên cái thế mạnh của Phật là thuyết pháp giỏi. Thần thông cũng không thua họ luôn à. Nhưng mà Đức Phật nếu dùng thần thông thì ngoại đạo sẽ chen vào dùng thần thông, thì lúc đó chúng sanh không phân biệt được ai chánh ai tà. Nên Đức Phật mới dùng thuyết pháp đi độ sanh. Thần thông là năng lực giải thoát, chứ không phải là bay trên trời hay là lên đọt cây. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà quý vị học Phật phải hiểu. Nếu học Phật mà thấy ai mà nói về thần thông, nói về sự mơ hồ, hoặc là vuốt cái đầu mình cái tiêu nghiệp, thì cái chuyện này quý vị nên tránh xa ra. Vì không khéo nó vuốt một cái. Cái đầu xói xòi. Nguy hiểm dữ lắm. Có cái bà kia mới kêu, dạ thưa thầy, xin thầy vuốt đầu giùm cho con cái. Nhà Đức nói, đòi tay của tôi vừa mới đi vệ sinh ra, chưa kịp lau tay. Như vậy thì thí chủ có cần vuốt hay không? Bà nghe bà xanh sao. Vậy bà cũng nói thôi vậy vuốt đại cái. Thôi bà mệt quá, mê hoặc gì đâu mà đến mức không tưởng tượng được. Thôi được rồi, không dám vuốt. Vuốt bậy bạ nó quen tặc. Nó vuốt từ trên đầu, nó vuốt từ từ. Nó nguy hiểm dữ lắm quý vị ơi. Hiểu không? Quý vị đừng nên tạo ra một cái nhân tố đó. Nguy hiểm quá. Hiểu không? Nên không, nói thật sự với quý vị, cái môn thuyết pháp mà giúp cho người ta vui, đi ngồi nghe pháp thì đây đúng là cao thủ rồi, không còn nói gì nữa. Đúng không? Cái thời mà thầy ở trên kia là cao thủ giảng pháp vui rồi đó. Nhưng mà tới thời những đức là cao thủ hơn cao thủ. Còn vui hơn nữa quý vị. Đúng không? Vậy là rõ ràng rồi. Cái người mà chuyên tu tịnh độ mà chuyên đến cái mức chuyên luôn thì nhất định là những đức nói cho thầy nghe. Và cái đó chiên giòn. Chiên đến mức chiên giòn luôn. Thì quý vị lúc nào cũng giòn giả. Là vui vẻ đó, hiểu chưa? Nên quý vị nhớ nghe. Nếu như quý vị mà tạp tu là những đức nói quý vị thường gì nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni. Tứ tung lang tang rồi đó.
Ai mà gặp những đức mà tác bạch cái đó là những đức này. Làm cho cái bà tác bạch hết hồn, nó dừng lại. Ôi sao thầy làm gì kỳ vậy thầy? Nói, thầy bị dân có. Chưa từng có thầy nào mà kỳ cục gì. Thôi cô vô đề đại đi cô. Thời gian bây giờ quý báu lắm. Xăng dầu bây giờ mắc mỏ. Cô có chạy vòng vòng hoài, hao xăng quá. Cần cái gì nói đi. Cái nào giúp được thì giúp. Giúp không được cũng trả lời liền. Chứ đừng để hao xăng. Nói ô thầy công nhận sảng khoái quá. Như vậy thì con vô đề thẳng luôn đúng không thầy? À, cô cứ vô đề thẳng. Đến đây để làm gì? Dạ con xin thầy cho con ở cộng tu. Được, ra phòng đăng ký vô tu. Xong rồi. Ồ làm gì mà cao xa thế ghê mệt. Có nhiêu đó thôi mà cũng làm tùm lum tùm la. Con mong thầy là một cái đại thụ thiệt là to lớn. Để hàng đệ tử chúng con có thể nương nhờ vào cái đại thụ này. Những đức nói tôi là cây tre. Chịu bao nhiêu giông bão ba đào, cây tre vẫn còn ở đó. Tôi chỉ che được cho tôi thôi. Quý thấy cây tre có cành đâu không? Mà nó là quật qua quật lại mà nó vẫn có tồn tại. Nên tôi chỉ có bản lãnh khả năng để tôi che cho tôi thôi. Tôi không phải là cây bồ đề đâu. Nó thôi tôi đừng có nói mấy câu đó. Một mình tôi che tôi chưa xong, tôi che cho ai? Quý vị ơi, trước chưa độ mình làm sao độ người hả quý vị? Hiểu không? Chúng ta là một khu rừng tre. Hiểu không? Mỗi người là một cây tre, tự che mình đi. Nhớ nghe. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng nghe. À, chứ đừng có cho tưởng đâu rằng mình là ghê gớm gì đó. Coi chừng á, sự cố đến bất tử một cái, thầy cho chạy mất dép. Đâu không? Tì đến ào ào đông đúc gì đó, nhưng mà lỡ có sự cố cháy nhà hay nước trôi hay đất sụp gì thử đi rồi biết. Nóc đá ảnh hưởng nó chạy trời. Nó xô con thầy văng xuống hố. Nói con, thầy ơi sao con xuống thầy dữ vậy con? Ôi thầy ơi bây giờ mạng ai nấy lo thầy ơi. Không phải giỡn đâu quý vị ơi. Mỗi người nên gầy dựng mình đi quý vị. Gầy dựng mình cho thiệt mạnh nghe. Tín nguyện niệm Phật là gầy dựng cho mình đó. Nhớ nghe. Vì tín nguyện niệm Phật là mình nương tựa bổ nguyện của Di Đà. Nên bản thân của mình dù gặp trong sự cố gì đi chăng nữa cũng không bao giờ bị dao động. Bây giờ quý vị nương tựa ai bình yên bằng nương tựa bổ nguyện Di Đà. Bổ nguyện Đức Phật A Di Đà cũng như gió không thấy mà có mát. Quý vị tin vào bổ nguyện Di Đà, bản thân quý vị cảm thấy tự nhiên bình an. Đúng không? Con người thế gian này bữa nay ta nói gì, ngày mai ta nói gì khác, quý vị sẽ bị dao động tâm. Nhưng bổ nguyện Di Đà có ai nói cỡ nào thì quý vị vẫn như bất động. Vì đặt lòng tin vào bổ nguyện Di Đà. Nên cái cô kia mà đi đến chùa mà nghe giảng mấy năm trước mà hưng hừng hực cái tâm, vài năm sau không về chùa, bây giờ bị ung thư ẩn mình trong bệnh viện. Phật tử đi lợ thăm thấy tội nghiệp quá. Nói tại sao cô không về chùa? Cô là Phật tử ngày xưa mà, từ thời còn khó khăn mà thầy khó khăn mà cúng dường giúp đỡ thầy đồ này kia, bây giờ tại sao ẩn tích mai danh ẩn tích lâu mà không xuất hiện? Nó nói là giờ về sợ ngại làm phiền thầy. Những đức nói với cái cô Phật tử câu, những đức nói rằng bà sợ làm phiền để bà đi đọa lạc thì bà dạy khờ. Đúng không?
Nên mấy cô Phật tử mà đi về tu lâu năm á, cố gắng gầy dựng cái tín nguyện mà tu. Rồi mấy cái bà mà trưởng đoàn mà dẫn đi tu đồ đó, nghe không? Mấy bà dẫn đi, mấy bà cũng có công cán dẫn người ta đi tu. Nói thì nói chứ cỡ nào cỡ cho sau này mấy bà có ung thư gì mấy bà cũng về đây. Về đây đi. Dù là xanh xương tôi cũng lo nữa. Hiểu chưa? Nói câu này là nói cái câu mà tặng đáy lòng đó, chứ đâu phải là nói cái chuyện mà mình mà nói người ta đương thờ đâu. Đương thờ nói làm chi? Ta giàu sang phú quý thì lo cho người ta, tại vì người ta đầy đủ điều kiện mình lo. Mình giúp thì người ta nói trời ơi đầy đủ, mà giúp không giúp gì thì cũng bình thường. Nhưng tôi nói mấy bà xanh xương cũng lo mấy bà, có nghĩa là ý nói là mấy bà te tuông khổ đau thì bà cứ về đây, đúng không? Tại có nhân có quả với chùa chiền. Còn những người mà nghe qua từ xa thì mỗi người phải gầy dựng. Chứ bây giờ mà chúng ta ngôi chùa thế gian nó có giới hạn, bây giờ quý vị có đem đắp hết trơn cũng không nổi nữa, đúng không quý vị? Nó nhưng những người mà đi về đây thường xuyên gì nè, giờ sùng sồn còn lo gia đình được thì lo đi, mai mốt lớn lớn tuổi một chút thì tự nhiên sẽ tìm ra con đường của chính mình, đúng không? Thì mình đều đủ hết trơn mà, vô chùa đăng ký ở trong chùa rồi xong tới về già thì trong chùa hộ niệm đồ đàng hoàng, lo lắng dù cỡ nào cũng là sự giúp đỡ hỗ trợ hết mình. Còn ở nhà thì con cái, thưa quý vị, nó đã có gia đình thì nó phải lo cho một gia đình, nó phải đi làm, mình có bệnh đau mình cũng nằm đó tròn tròn hỏn đó, ai mà chăm. Còn nhà chùa thì công việc của người ta là công việc chăm lo, nên người ta làm cái việc này, hiểu không? Nó nên đó, mỗi người phải gầy dựng từ bây giờ chứ đừng có thả trôi thả nổi, nghe chưa? Đi lợi chùa thì nghe pháp từ hô hà vỗ tay sùm, đi đến chùa thì nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, về nhà bật cái điệu địa chung lên, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Chưa hết câu, để tao đi nấu cơm. Thua rồi, không chịu rõ ràng thờ khóa tu, thấy không? Lễ Phật vừa lễ mà vừa nhìn ra cửa có ăn trộm vô nhà không? Thua rồi, thấy không? Không rõ ràng thờ khóa tu. Tu thì phải ra tu cho nó đàng hoàng một thờ, phân tách rõ ràng với chồng với con đàng hoàng. Tôi tu để tôi tu một thờ, tu một thờ này là ích cho gia đình đó, thấy không? Phải cố gắng mà niệm Phật siêng năng, nghe chưa? Nó cô đó mà thờ quanh quanh liệt liệt đi đến chùa, phần nhiều trong chùa ai cũng biết cổ chứ, mà đến đây nghe nhà Đức giảng đồ lúc nào cũng ngồi trên đây nè, ngồi trên đây nghe giảng, nghe thời gian người này nói này người kia nói kia, bà sao lúc nào bà cũng lên đây bà ngồi hết trơn rồi, sao tự nhiên ngại quá đi lùi lùi đi tút phía sau ngồi, tút phía sau từ từ đi lên trên lầu ngồi, lên trên lầu ngồi từ từ về nhà ngồi luôn. Trời là trời, tiếng gây tiệt kinh chưa quý vị ơi? Quý vị mà đi lên phía trước mà ngồi được á là dù có ai nói cái gì nhưng cái đó cũng là một cách tiêu trừ kiêu ngạo cho quý vị đó. Không phải giỡn đâu, tiêu trừ kiêu ngạo đó. Mình chỉ cần mình đừng có cái tâm mà đấu đá cái gì nhau, mình chỉ cần kiếm cái chỗ mình ngồi cho đàng hoàng, mình đừng có đấu đá với ai thôi. Mình ngồi cho đàng hoàng, mình nghe giảng pháp trực diện nó có lực này kia đồ, nó đỡ cho mình dữ lắm, không giỡn đâu, hiểu không? Chứ kẻ nói này người nói kia trong cuộc đời mà sao vừa lòng người ta, nhưng đừng có mang cái tâm hơn thua đấu đá thôi. Rồi đừng có buồn giận ai mà bị người ta nói này nói kia, nói thôi tôi phàm phu. Bà làm gì tôi nói bà làm gì, bà làm mà vỗ mặt vỗ mặt bà kỳ cục đi. Rồi bà nặng cái gì? Nói tại vì tôi nói cái mặt tôi nó về. Chứ bà nặng cái gì? Nó nặng mụn được không? Kệ tôi. Tôi vậy đó, mặt tôi về. Nên ai có nói gì nói kệ. Miễn tôi nghe pháp tôi vui là được rồi, chuyện của tôi. Không? Còn những người đi sau thì phải chịu thôi. Chứ mấy cái bà ngồi phía trước này, mấy bà đi từ hôm qua tới giờ,
Vị ngon mới đi từ hôm qua giờ đi. Mới đi từ hôm qua mà từ sáng hôm qua. Đi từ sáng hôm qua mới đi qua chùa mới bà tu. Rồi trưa bà chạy về đây bà tu. Rồi tối bà đi xuống dưới lớp địa tử quy. Rồi bà chạy lên đây. Bà mới chọn được cái chỗ này. Bị nói cái chuyện đơn giản của mấy bà hả? Đơn giản đâu chợ. Nhiều người nói bà ơi mấy cái bà này sao mà từng nào cũng ngộ ghê. Quay viên có thấy cái mặt quen này không vậy chờ? Thì cái mặt quen của mấy bà là do mấy bà đi từ hôm qua tới giờ đó. Từ sáng hôm qua bà có mặt ở chùa rồi. Không biết bà làm cách nào mà sáng là bà có mặt ở chùa rồi nên bà mới được ngồi cái hàng đầu. Đâu có giỡn đâu quý vị. Nói ra vậy để biết cái công hạnh nhân quả tùy duyên. Hiểu không? Chứ đâu phải là chuyện bỗng không. Thấy không? Hoặc là mấy bà cũng có bạn đồng tu. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, quý vị tu hành nếu quý vị bắt phe với ai với Đà Phật thì ai với Đà Phật đến trước quý vị? Đúng không? Tùy quý vị chọn phe thôi. Nếu như quý vị chọn phe là ai với Đà Phật thì chắc chắn ai với Đà Phật đến trước à. Tại vì chọn phe ai với Đà Phật, quý vị niệm ai với Đà Phật. Nên quý vị biết rằng quý vị niệm ai với Đà Phật nên quý vị kết duyên những người niệm ai với Đà Phật, quý vị giúp cho những người niệm ai với Đà Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Thấy không? Thì khi quý vị cặn tới nghiệp quý vị gần chết thì tức khắc những người quý vị giúp người ta niệm ai với Đà Phật đi về Tây Phương Cực Lạc, người ta sẽ lên người ta thỉnh mời Đức Phật A Di Đà, người ta nói bạch Đức Thế Tôn, con về được thế giới cực lạc này là nhờ người đó người đó người đó đã giúp cho con biết niệm Phật và hôm nay con đã được về thế giới cực lạc. Con đã dùng thiên nhãn để nhìn thấy người đó bây giờ đang bệnh đau vô cùng là khổ sở, hấp hối mà không có ai hộ niệm một người nào giúp đỡ cho người đó hết trơn. Con xin thỉnh Đức Thế Tôn cho con thị hiện đến đó để làm một đoàn ban hộ niệm, đi đến hộ niệm cho cái người đó. Thấy chưa? Nói thì vậy cho đi đang đó quý vị. Thấy chưa? Nghe mà, nghe như Đức giảng mà không hiểu là người ta tắt máy liền. Thầy giảng gì không hiểu gì chứ. Nhưng mà cái người trong cuộc sẽ biết. Trong cuộc sẽ biết đó. Thì giúp người ta mà. Người thế giới cực lạc không bao giờ quên ơn bội nghĩa. Vì giúp cho cái người giảng sanh không bao giờ quên ơn bội nghĩa. Nên những Đức nói cho những quan gia trái chủ, những cái quan hồn phá thai, đừng có trở ngại những cái người niệm Phật các con ư. Mẹ cha lỡ nó từng bỏ các con vì nghiệp phá thai là do cái nhân tố của các con chưa đủ phước đi sinh ra đời. 100% với quý vị, nếu như cái nhân tố quý vị là cái phước mà đủ sinh ra đời mà bỏ quý vị được mới sợ. Không bao giờ bỏ được, có phá cũng phá không được. Trong cái cuộc đời này đã có những người đã từng uống thuốc phá thai mà uống bao nhiêu lần đứa bé vẫn không chết. Có một cái cô này, cô đi phá thai vì tin không? Đúng cái kéo vô, gãy kéo. Bác sĩ xanh mặt xanh mày. Gọi vào để thấy đứa bé ở trong lấy cái tay là nè. Ghê chưa? Bác sĩ xanh mặt xanh mày luôn. Tại vì sao? Vì cái phước duyên của nó là sinh ra đời không có được giết nó. Hiểu không? Nói chỗ này nè. Nói chỗ này để những quan hồn mà mang nghiệp phá thai quán hẳn các con buông xuống đi các con. Buông cái tâm báo thù xuống các con. Buông xuống. Nếu các con mà đi theo mà báo thù hoài thì quan gia này nó cứ kết càng sâu, đọa lạc càng sâu, trở ngại nhau, không có ai cứu mình. Hãy giúp cho những người niệm Phật này để cho họ tiện bề họ tu. Nếu họ giải đãi thì các con nhéo mông họ. Tại sao nói câu này? Có cái bà kia lại nói là tôi thầy, con nói câu này nhỏ nhỏ thầy đừng nói với ai nghe. Mắc cỡ dữ lắm. Hỏi gì sao? Trời ơi thầy tu lễ Phật mà nó ngứa kỳ cục. Nó không thế nào mà không gãi được. Mà gãi thì quá kỳ. Mỗi lần đi lỡ đâu chàng đông người là nó cứ ngứa.
Nó ngứa kỳ cục lắm thầy ơi thầy. Nó ngứa những cái chỗ mà không nên ngứa. Mà khi trở về nhà vô buồn, vô nhà vệ sinh thì không ngứa. Mà lỡ tu thì lại ngứa. Có ai bị trường hợp này không? Không hả? Chứ có bà nào dám nói có đâu. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó xong nghe. Bà vừa nói những đức nghe gì, những đức nói bà tu chưa tinh tấn, bà còn giải đại. Đó là cái khảo đảo thử thách bà. Bà cố gắng dũng mãnh tinh tấn lên đi. Còn những hương linh, còn những cô hồn quắc vơ quắc vượng, quan gia trái chủ đang khổ đau te tua đang chờ bà cứu độ, mà bà còn giải đại lắm, thấy không? Còn vì danh vì lợi lắm chứ chưa phải giải thoát đâu. Nên phải khiến bà như vậy để cho bà tinh tấn thêm đó. Nó trời ơi, sao thầy nói y bon nữa trời. Nói xong nó nói ốc ác và nổi cục lên. Vì sao? Nó mang nghiệp phá thai, nó không có đơn giản đâu quý vị. Phụ nữ ngồi đây nghe, ai mà mang nghiệp phá thai đố mà cái gia đình quý vị hạnh phúc, đố mà bản thân quý vị bình yên, vì trời xem, từ từ sẽ đến quý vị cho mà thấy. Với ai mà đã từng kiếm ra những cái đồng tiền tội lỗi, nếu như quý vị mà không gặp Phật pháp quá dạy, chết chắc. Cái đồng tiền đó nó sẽ gây ra một cái gia đình mình đại kiếp nạn. Trong cái gia đình mình toàn là quan gia đến trong gia đình mình không. Tại vì sao? Vì đồng tiền bị kiếm được đã làm cho bao nhiêu người phải khổ đau, bao nhiêu người tan nhà mất mạng. Thì cái gia đình quý vị trở thành quan gia trú ẩn trong nhà. Có cái bà này quý vị biết rằng bà làm cái nghề phá thai đến năm bà 45 tuổi. Quý vị biết rằng đêm nào bà ngủ bà thấy trên trời dưới đất đầy hương linh chùm bà lại, cắn bà, nhéo bà, làm bà đến nỗi mà con mắt bà chuyển màu luôn. Mới 45 tuổi mà con mắt nó chuyển hai màu, mặt mày đen thui thùi lùi luôn. Vừa đến gặp những đức nói bà làm cái nghề gì mà bà hiện cái tướng này. Thôi những đức gặp những đứa mạnh dạn quý vị, mình hướng dẫn nhiều người, mình có cái sự mạnh mẽ chứ quý vị. Vừa gặp mặt cái là đánh một gậy trước đi, đừng để nó dòng do tâm quách. Vừa gặp mặt nó bà làm cái nghề gì mà bà hiện cái tướng này. Nói thật thầy, bà sợ xanh mặt quý vị ơi. Sao mà nói dạ thưa thầy, không dám giấu con làm nghề phá thai. Bà làm nghề phá thai, biết cái nghề là nghề gì không? Giết người kiếm tiền, mà giết người được nhà nước cho phép. Tại vì phá thai nhà nước đâu có biết quy luật nhân quả này đâu quý vị. Tưởng đâu là cái dòng máu, cái giọt máu thôi. Mà bây giờ nếu không có một linh hồn nhập vào giọt cái giọt máu thì làm sao quý vị biết quý vị mang thai. Khi quý vị biết quý vị mang thai, đã có một sự cảm ứng của cái linh thức nhập vào thì mình mới biết mình mang thai. Chứ nếu như nó là một giọt máu bình thường, vì sao vì biết quý vị ốm nghén mang thai. Nên nó đã có linh thức trong cái giọt máu. Mà phá cái giọt máu là quý vị đang đập cái thân của người ta. Giống như mình mang thân như vậy còn sống, nếu ai đâm mình vài cái thì cái linh thức mình tức khắc nó xuất ra liền, và cái thân mình nó bị chết, đúng không? Vậy thì cái giọt máu đó là cái thân nè, nhưng nó chưa hình thành ra thể tướng đầy đủ. Nhưng chưa gì hết, mình đã đâm bể cái giọt máu đó banh chành, thì cái linh hồn đó nó bắt vơ bất vượng, không có chỗ trú ẩn. Vì cái nhân quả là nó nhập vào ngay cái bụng người mẹ này là nhân quả mới ở được, chứ đâu phải bụng ai nó cũng vào được. Khi vợ chồng kết hợp với nhau thì dù ở xa thiệt xa, hàng trăm ngàn ngọn núi tu di, nhưng nó vẫn thấy giữa cha mẹ giao cấu mà nó đến để nhập thai. Nhìn thấy mẹ thì là con trai, mà nhìn thấy cha thì đó là con gái. Nên quý vị nhìn thấy mẹ thường thương con trai nhiều, mà con gái thường thương cha nhiều, công nhận không? Đó, quy luật của nhân tố đầu tiên. Nhân tố đầu tiên quý vị là mẹ bị la cha đi, là con gái đưa binh dữ lắm đó. Nó binh đó quý vị. Nó, nhưng mà cha mà đánh mẹ là con trai nó ra tay, nó binh đó, chứ không phải giỡn đâu.
Nó nên từ nơi đó quý vị thấy không? Vậy mà mình phá cái giọt máu này là quý vị đang phá vỡ cái thân của người ta. Mà đã phá vỡ cái thân người ta, linh hồn ta vất vơ vất vưởng, gọi là cô hồn. Cô là một cái linh hồn cô đơn vất vơ vất vưởng ở đầu đường xó chợ, không ai cúng cho ăn, không ai cho đồ bặn, nó buồn bã thế lương. Nên cái tâm quán hẳn, cái nhìn quý vị thương những đứa con bởi vì sinh ra nó tức tối như bản thân quý vị, đơn giản thôi. Chồng mình mà thương vợ bé, bản thân mình vợ lớn mình tức, mình nghiến răng, mình muốn cắn con nhỏ kia. Tại vì mình quán hẳn, đúng không? Cái đó là chưa chết mà mình còn quán hẳn như vậy qua tình cảm. Không chi là bây giờ mình bỏ đứa này mà mình sanh đứa kia, mình nuôi đứa kia mến tay mến chân, mình lo cho từng đôi dép, từng bộ đồ, từng cái quần, mình lo từng chén cơm cho nó ăn, nó không ăn, nó khóc, nó dãy dùng, mình đút cho nó, năn nỉ nó ăn đi con. Còn cái đứa bé kia không ai cho nó ăn, không ai nghĩ đến nó. Cái quán hẳn của nó chừng mắt nó nhìn quý vị. Nó nhìn quý vị, nó chừng mắt nó nhìn quý vị. Rồi lúc đó nó nói tao phải báo thù. Thì nó khiến cho cái đứa con này nè khi sanh ra phải làm cho quý vị lên bờ xuống ruộng. Cái đứa bé mà bị phá thai nó làm cho đứa này bệnh hoạn, khó chịu, sân si, cọc cằn để chi? Để cha mẹ lên bờ xuống ruộng. Rồi cha là chồng phải đi ăn nhậu, đi có vợ bé, để gia đình này tan nát. Mẹ thì bệnh đau, ung thư tử cung, ung thư này, ung thư kia, để làm cho bị gia đình tan nát từ ngay nghiệp phá thai sát sanh mà ra. Đó, nghe chưa? Kinh không? Nó nghe vui vui, nghe một chút rồi vì thấy không? Nó từ từ rồi đó. Nên cái cõi đời này quan gia thù nghiệp mà bao nhiêu sự báo thù rửa hận ở đây, mà không gì cực lạc gì đi đâu, không gì cực lạc đi đâu. Bây giờ mà bình yên được tu gì, giữ bình yên đi mấy chị. Mấy chị đừng có đi tìm lũ đạn. Nay mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê, mấy bà lo tu đi. Mấy bà đừng có tìm thằng nào nữa chứ. Trời ơi, thằng chồng chính đây mà nó còn bỏ mình, không chi là thằng chồng ghẻ. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Ghẻ mà làm sao bằng ruột. Ruột mà đây mà nó còn bức ruột đây mà ghẻ ăn thua gì. Thì ban đầu một ghẻ nó mới mọc vô thì nó nói tao là ghẻ đẹp, ghẻ đẹp nè em. Nhưng mà một thời gian nó mới dỗ ra hai cái nanh để nó cắn mình cho mà chết. Nó nên mình đừng có bị cái cõi đời này nghe, nó lừa mình đó. Nghiệp duyên nó lừa mình đó. Thì quý vị nói rằng đó là nghiệp, mấy quý vị thuận theo nghiệp thì gắng chịu. Bản thân mình cố gắng vượt qua, nỗ lực mà tu hành. Nó nên mấy cái cô mà chồng bỏ chồng chê mà về đây, những đứa cứ khuyên cố gắng mà lo tu, lo niệm Phật, đừng có bước thêm bước nữa. Đừng có nhảy lang thang, đừng có lang bang vòng vòng. Cuối cùng có chừng khổ đó. Mang tiếng mang tai mà lại phiền phức. Cuối cùng muốn tu duy trì khó dữ lắm. Một mình quyết định nó dễ, nó cũng chỉ có vậy thôi, nó có gì đâu mà lạ đâu mà nó có nhào vô làm chi hả? Hiểu không? Hiểu không? Nó nên giống như giờ mẹ chú Kiệt đồ bả vô đây bả tu bả sáng sủa mặt đẹp lên chưa? Đó. Chứ từng tuổi này mà nói chứ nhìn sáng sủa vậy đó nghe. Mà ngoài đời mà nhiều ông chạy xích lô đồ mà nó lợi nó cũng mỗi ngày nó chạy ra chợ nó kêu nàng ơi nàng leo lên xích lô chở nàng về không, thời gian không khéo chết dít cỡ diệu sưng này đồ cũng còn trẻ. Ông khéo cái chừng có ngày đó. Đừng có nói cái chuyện bây giờ nói gan lắm, nói mạnh lắm. Tôi là không bao giờ, không bao giờ. Một ngày nào cái tự nhiên đổ thừa. Thật sự mà nói á thì hồi lúc trước á là do á duyên nợ chưa đến thôi. Bây giờ nó đến rồi á thì tu thì tu thôi chứ, mà đến thì đến thôi.
Là mấy bà rớt đài liền cái sự đó, chuyện vẫn chơi nghe chưa. Cẩn thận. Nhưng Đức cứ nhắc hoài á, mấy cái ông mà đi chung mà trong đoàn mà hai ba ông thôi á, cẩn thận những cái người đó, nó nguy hiểm dữ lắm. Không thà mình nói vậy đi quý vị. Tại vì quý vị biết rằng á, thường mà nước tú nữ á, mà cỡ thầy trò đường tăng, mà như đường tăng đẹp thì nó mê thì không nói làm chi, mà cả chú bắt vớ mà nó cũng muốn bắt ở lại. Tại vì nó thiếu thốn quá quý vị, hiểu không? Cả chú bắt vớ mà tài thiên mà xe tăng mà nó còn bắt lại. Đường tăng là tam tạng thì bắt lại thì được, tại ông đẹp, bắt lại thì không nói làm chi, mà cả ba thầy trò xấu kia, một con khỉ, một con heo, một con người mà đầu sói mà nó cũng kêu lại nữa. Thì lúc đó thì mới gọi là vua của nước đất nước tu nữ hỏi, vì sao mà các ngươi lại cũng thích con heo mập này? Vì nói rằng tuy nó là heo nhưng cũng là dòng giống của Nam Nhi. Thấy chưa? Ghê không? Nó nên mấy bà đi nguyên một phái đoàn mà toàn là nữ quách, mà trong đó chỉ cần lọt vô một nam tăng, hiểu không, là mấy bà phải cân bằng cái tâm lại thì mấy bà mới duy trì. Chứ nếu gặp một người đàn ông mà nó dẻo miệng dẻo mồm khéo léo, coi chừng có ngày nguy hiểm lắm. Không, mưa gió bão bùng ai biết chừng nào xảy đến, hiểu không? Giống như có ông với cái bà này đi tu chung, không bao giờ có chuyện xảy ra. Nhưng có một lần nọ quý vị, một cơn mưa gió bão bùng ào ạt đổ xuống, thì cái ông này ông chạy cái, ông cầm cái dù ông chạy ra, tự nhiên ông che cho bà. Rồi tự nhiên trong cái lúc mà cái dù mà che đó quý vị, thì cái tay á, cái tay che dù nó gì nè quý vị, thì nó không biết là nó trúng chỗ nào. Rồi xong bà mới nhớ lại cái thờ xa xưa, thờ mà đòi sim hai mộ. Quý vị biết rằng, trời ơi quý vị biết, tự nhiên từ đó về sau ông bà thương nhau luôn. Xong gặp những đức nói rằng hai đứa con đến với nhau do một buổi mưa rơi. Ghê chưa, ai biết được cuộc tình xảy ra từ lúc nào quý vị. Nó nên cái cõi đời này khó tu lắm nghe, khó tu lắm. Nên mấy bà trưởng đoàn á, làm trưởng đoàn là chỉ có nữ trưởng đoàn, tất cả ở dưới là trưởng 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 nữ, hiểu không? Còn tài xế thì cho ngồi phía trước, đừng có cho dính vô nội bộ. Hiểu chưa? Rồi có cái gì đừng có nhắn tin qua lại với mấy ổng. Vợ người ta ghen, ta có vợ, vợ người ta ghen thì sao? Đừng có nhắn tin người ta. Tuyệt đối đi tu không có nhắn tin cho quý thầy, quý chú, không có nhắn tin cho cái người đàn ông nào hết trơn. Lỡ người ta nhắn lại chồng mình biết rồi sao? Bắt đầu công hiểu lầm, thấy không? Nhắn cái câu đơn giản thôi, giờ này ngủ chưa? Mình nhắn lại, ngủ rồi. Hoặc là hỏi giờ này ngủ chưa, mình nói cả đêm thao thức không ngủ được. Nhắn tin kiểu này mà không xóa là chết mồ. Chồng nó bắt được, nó hỏi mày nhắn cho ai mà cả đêm thao thức không ngủ được. Mày chờ cái gì mà cả đêm thao thức mày? Thì nhớ nghe, cầm cái điện thoại cẩn thận. Lỡ bạn đồng nghiệp đồ này kia nhắn tin qua lỡ phải xóa sạch liền. Tại vì sao? Vì cái vô tình của mình mà trở thành người ta nghĩ là cố ý. Xóa tin nhắn liền nghe chưa? Trong cái cõi đời này ghê lắm quý vị ơi. Và tôi không bao giờ một tin nhắn tôi nhắn cho ai, có xài điện thoại đâu nhé. Bởi vì thấy yên ghê chưa? Bao nhiêu Phật tử xin số điện thoại, những đức đọc số điện thoại liền.
0900000 không có. Thấy chưa? Ủa thầy sao số điện thoại gì mà toàn là không không bị thầy? Vì không có điện thoại. Vậy mà mấy bà còn nói câu gì biết không? Con sẽ mua cho thầy một chiếc điện thoại mà khi gọi hình ảnh rõ ràng, gặp mặt nhau để nói chuyện. Những đức nói gặp mặt nhau nói chuyện chi vậy? Hỏi mấy cái câu nó ngược đời không? Hiểu không? Gặp mặt nhau nói chuyện chi vậy? Nó thì nói chuyện cho về cho vui, nó không có gì vui chứ. Niệm Phật là vui nhất, không có gì gặp mặt nhau mà vui chứ. Hiểu không? Mình trả lời thẳng vậy đi quý vị. Vậy mà tao quý nghe quý vị. Chứ đừng có mình dị tình, mình nhận chiếc điện thoại thấy hình, thấy một hai lần mình mê quá mình nói luôn. Chết mồ. Bằng đêm vô phòng sớm chùm mình lại. Chùm mình lại cầm chiếc điện thoại. Hồi nãy có công phu không à? Có công phu không? Mới công phu mới xong thầy. Thầy hôm nay họp bên bển sao? Họp mới về. Ngày mai mấy giờ thầy mới giảng pháp? À, thời gian cũng chưa rõ ràng, để ngày mai báo cho biết. Rồi, thấy không? Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi nghe. Xong tới 12 giờ khuya ngủ không được. Nhắn tin lại, thầy ngủ chưa? Xong nhắn lại, thao thức cả đêm chưa ngủ được. Ngày mai cứ như khỏi thuyết pháp luôn, nhờ không xài điện thoại mà thuyết pháp rầm rầm. Thấy không? Hay chưa? Nên quý vị ơi, về chùa mình tu đừng có xin số điện thoại của quý thầy mấy chú nghe. Có cái gì cần thiết là nhắn ra thôi, chứ đừng có qua lợn chi mắc không mệt, để cho mấy anh trả tu. Đừng có đem mấy chuyện thị phi cho mấy anh trả nghe, nghe không? Giết mấy anh trả tu hết được quý vị ơi, tội nghiệp lắm quý vị à. Hiểu không? Không, nó chán ra một bài chia sẻ Phật pháp như Đức, nó dài nhưng mà nó nhân sinh quý vị. Nó rất nhiều thứ nằm trong đây để chỉ dạy quý vị. Thấy không? Đau chân chút nhưng mà thôi, mỗi tuần chủ nhật về nó cảm thấy vui quý vị. À, thôi chúc vị an lạc nghe. Quyết tâm về cực lạc vị ơi. Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Niệm Phật rồi nhưng mà còn buồn giận ai không? Nhớ đừng buồn giận ai, để trong tâm nghe. Ai mà buồn giận lỡ đây là số sổ nghe. Rồi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.